Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu 9 đã thực hiện nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong dự báo và ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai, lũ lụt, triều cường. Đánh giá cao những kết quả mà lực lượng vũ trang quân khu 9 đã đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế, kết hợp với quốc phòng và dân sinh, chủ động tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, theo đúng đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.